Đây, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ trường gỗ lim lam phi hàng tuyển. Đấy, đục rất sắc nét. Đó, đảm bảo. Đấy, bộ trường này bán tại xưởng, giá sản xuất với giá từ 8 triệu cho tới 8 triệu rưỡi một bộ. Đây, đây là bàn này. Hàng đục tinh bong sắc nét. Hello, xin chào các bạn, mình là Lê Bằng Giang. Hiện mình đang có mặt tại làng nghề ở xã Nhân Khang, huyện Tây Nhân, tỉnh Hà Nam. Đây là nhà làng nghề của thằng em. Đấy, hôm nay mình sẽ quay chi tiết cảnh để sản xuất một cái bộ trường khỉ như thế nào. Đấy, cái quy trình để các bạn có thể xem, để phân biệt, để nghiên cứu và để chọn một cái bộ trường cho nó hợp lý. Rồi, xin mời các bạn theo dõi video nhé. Đây, đây là một cái bộ trường này. Mình đã đặt ra để là một bộ trường là hoàn thiện về phần thô đấy. Còn hoàn thiện hết nữa là mình sẽ chà nhám sạch cái bàn này đi. À, đánh dây giáp ấy, sạch bàn, sạch ghế. Và mình phun PU hoặc là quăng dầu. À, thì khi hoàn thiện bộ này khoảng nữa khoảng tầm mất 2 triệu một bộ nữa. Là tổng cộng một cái bộ trường gỗ lim Nam Phi. Bộ nhỏ. Đấy, kê rất là nặng. Với giá là hoàn thiện tất cả là 10 triệu một bộ. Bây giờ tí nữa thì mình sẽ quay chi tiết cái bộ trường này. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn là khi để sản xuất bộ trường này nó gồm những cái công đoạn như nào. Đấy, đây là công đoạn thô này, đã dựng lên rồi đấy. Thì khi mà trước khi mà sản xuất ở bộ trường thì các cái thợ ấy là phải xẻ gỗ như này ra, dọc hết cái gỗ này ra. Đấy, xong là làm ván. Đây, đây là ván thô này, tất cả cái ván trường thô nhá. Đấy, ván này để làm mặt. Đấy, mặt của trường. Đấy, mặt cái đằng vách lưng đằng sau á. Đấy, rồi vai. Đây, xẻ gỗ ra làm vai của trường này. Đấy, tất cả đây là đều vào làm vai của trường. Đấy, rồi sản xuất ra cái yếm này nữa này. Yếm này, yếm này, yếm đằng hông của trường. À, rồi quan trọng là yếm. Đây các bạn nhìn xem, đây là cái yếm. Yếm này là yếm đằng ở phía dưới của bộ trường này. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. À, đây, các bạn nhìn xem. Đấy, đây là cái bộ yếm này, yếm ở phía dưới của trường nhá. Đấy, đấy, họ phải cắt CNC như này. Đấy, rồi sẽ sửa lại, đục lại được bằng tay. Đấy, rồi quan trọng nữa đây này, đây là mặt, mặt bàn. Đây là mình quay là cái cảnh để đóng một bộ trường gỗ lim Nam Phi với giá là 8 triệu đến 8 triệu rưỡi một bộ. Đây thì mặt đây là mặt mặt ghế nhá. Đây tất cả là đều là mặt ghế này. Đây là gỗ lim Nam Phi chuẩn nhá, từng chuẩn chỉ từng cái một đây này. Đây thì cả mấy cái này đã là sản xuất, đã cưa ra rồi này. Định hình một bộ ghế này. À, ván mặt ghế đấy nhá, ván mặt thô này. Đây là mặt hai phân cưa. Các bạn nhìn xem, hai phân cưa nhá. Bộ nào cũng hai phân cưa. Là ba chỉ đấy, đây là ba chỉ này, 1, 2, 3, ba chỉ, hai phân cưa, đấy, đây là mặt ghế, còn đây là mặt bàn đây này, mặt bàn mới cưa thô đây này, cưa thô đây nhá, đấy, cũng hai phân cưa này, các bạn nhìn không, hai phân cưa, gỗ lim Nam Phi, đấy, khi chuẩn bị đầy đủ như này, đấy, còn đây là cái chân của cái ghế này, à chân của bàn này, các bạn nhìn đây. Đấy, chân của một cái bộ bàn này. Thì cái công đoạn sản xuất nó cũng khá là nhiều công đoạn. Đấy, rồi sau đó là khi là sản xuất chân chiếc đầy đủ này, đây bác thợ bác đang làm đấy. Bác thợ bác làm từng cái công đoạn chi tiết rồi bỏ đây. Rồi cái công đoạn nữa là mình sẽ ra phôi. Đấy, thì cho bộ phận máy CNC họ sẽ tiện. Đây, bán của nó đây. Họ sẽ tiện như thế này. Đấy, máy tiện. Máy tiện là cái này là gọi gì, mặn mặt gì vậy? Ván huỳnh đấy, ván huỳnh của sao trường. Hôm nay mình giới thiệu đây, ván huỳnh của sao trường. Đây sẽ có một bộ phận máy CNC họ sẽ cắt ván huỳnh như này. Đấy, và cái đằng này là ván gì nhỉ? Ván tiếu, đúng rồi, cái này là ván tiếu này. Đây, đây em nó phun ra đây này, đây là sản xuất ra ván tiếu. Đấy, ván của mặt tiếu đấy, sản xuất như này, một dãy máy như này. Đấy. Đấy, chi tiết đấy là cái quy trình nhá,
Rồi sau đó là khi mà làm đầy đủ như thế này xong rồi đấy, họ mới bỏ mang ra. Đấy, mới sản xuất. Đó. Đây, trước là bán thô nó chỉ có như này thôi nhá. Đây, một cái tấm gỗ như này. Đấy, tấm gỗ lim nam phi như thế. Đấy, sau rồi họ mới dựng ra một cái bộ trường được như kia. Đây kia là bộ đang dựng, là mình sẽ quay chi tiết. Đây, một cái bộ trường đang dựng như thế nào. Đấy. Đây nha, mình quay này. Chi tiết này. Thở đang dựng mấy bộ này. Nha. Mộng này. Mộng mẹo là đâu là sắc xét đâu đến đấy luôn đấy nha. Đấy. Mộng đấy. Đây còn này. À, những cái bộ trường mà không phải là khu làng nghề là chỗ này người ta không có mộng như này đâu, không có chốt này đâu, người ta toàn bắn đinh ấy. Đó, nhìn này. Tất cả cái mộng vào đều là có mộng hết. Nha. Đều có số mộng hết. Đây này, bà nhìn ra đằng trong của cái trường này. Đấy, đó, đó, phía bên trong. Còn dắt lên cho cả keo này. À, gỗ. Đấy, có đấy. Cả keo chứ không phải là... Keo kiếc là đàng hoàng này. Đấy, làm này. Đây, đây. Đang vào keo của bộ này. Phải buộc dây giết các thứ chắc chắn này. Đấy, để vào keo đấy. Đó, một bộ trường này làm rất là mất nhiều công. Làm tỉ mỉ chắc chắn. Chứ nếu mà người ta không làm keo như này, nó toàn bắn đinh này. Đấy, các bạn mua về được ít bữa là nó bị hư luôn. Nhưng đây là sản xuất làng nghề nên là rất là chắc chắn. Đó. À, đây là cái bộ mình đã đang chủ xưởng đang vào. Đây, lúc nãy mình có quay cái ván mặt ván này này. Đấy. Khi là cắt CNC xong rồi thì thợ sẽ tỉa tót lại cho nó đẹp. Đấy, xong mới lên như này. Đấy. Lên như này thì bây giờ mình sẽ ra mình quay chi tiết cái bộ hoàn thiện thô nhá. Lúc nãy mình đã quay qua này. Đúng rồi, đây là đang sản xuất. Đấy, đang sản xuất từng công đoạn, xong sau là mới lắp cái ván huỳnh đằng sau của cái bộ ghế này. Đấy là công đoạn sau. Đấy, khi hoàn thiện rồi thì nó sẽ ra một bộ như này. Đó. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết nhá. Đây là bộ hoàn thiện rồi này. Đây là hoàn thiện thô nhá. Bộ ghế này là bộ ghế lim nam phi. Giá từ xưởng là từ 8 cho đến 8 triệu rưỡi một bộ. Nếu mà cộng thêm hoàn thiện phun phiếc cho đến các bạn kê về chỉ ngồi á là phải đánh phun BU hoặc là trà nhám sạch, chỗ này là bóng sờ nhẫn bóng rồi phun BU. Đấy. Ngon lành đẹp, các cái vân viết nó nổi lên cuồn cuộn cái mặt này là tổng là khoảng có tầm 10 triệu một bộ. Đấy, khi chuyển đến chỗ cái bạn mua ở đâu đấy thì tùy xa gần thì có cái giá chuyển khác nhau, đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ quay chi tiết này, chi tiết sản phẩm nhá. Đấy. Đây các bạn nhìn cái bán huỳnh này, sắc nét chưa, sắc nét từng chi tiết luôn. Em điêu khắc có cả điêu khắc bằng tay rồi à. Sửa lại tay rồi kinh bông luôn đấy. Đây cái này là kinh bông luôn. Cái này là bộ gì đây nhỉ? Đấy, kinh bông này là có nghĩa là lúng đằng sau nhá. À, khi cắt CNC thì nó không có cái này, nó chỉ có thẳng vào đây. Nhưng mà thợ làng nghề họ sẽ cắt làm sao cho nó kinh bông 3D đấy, như kiểu 3D đấy các bạn nhìn không? Đấy, còn tỉa toát chứ cái bông này cho nó sắc nét luôn. Đấy, cò ra cò, chim ra chim, đúng không? Đây, mình sẽ nhìn chi tiết từng cái hạng mục. Đó. À, bạn nhìn chưa? Đây, bông này là bông cúc đúng không? Đấy, kinh bông có tay. Kinh bông đúng không? Có tay luôn này, đấy. Sắc nét. Cái này mà trà nhám sạch đi ấy, mà phun lên thì nó rất là nổi nhá. Đó. Cái này là một mặt trước, còn mặt sau nữa đúng không? Mặt sau là sẽ để. Cái này là gọi là gì nhỉ? Đó là sau là bầu dục. Bầu dục, đấy. Đơn giản để con đấy. Đấy, bầu dục đúng không? Thôi mà. Đây các bạn nhìn này. Phía sau này là sẽ đục bầu dục. Một số nơi là người ta để cái mặt này là mặt không luôn, đúng không? Mặt không, nhưng mà đây là đục cả như kiểu hai mặt luôn. Đấy, mặt sau đơn giản hơn. Mà đục bầu dục có cả là hoa lá này. Hoa này hoa... Nho. Đấy. Mà các bạn nhìn đằng sau của nó này. Khi mà thợ làng nghề làm này, những cái khớp nối này nó rất là khít luôn. Tóc còn không nhét được vào, đúng không? Tờ giấy không nhét được vào. Đấy. Làm rất là cẩn thận. Gỗ. Bên em đã tính được cả cái độ cong mót của gỗ các thứ là nó khó, ít khi nó cong mót. Đấy, đều màu luôn nhá. Gỗ này cùng một màu gỗ luôn. Chứ không phải là lim như có một số nơi làm nó có là ván một màu, là vai một màu, đấy, dưới một màu, nhưng mà đây là cùng một màu luôn. Đây cùng một cây gỗ. Đấy.
Đấy. Mà các bạn nhìn đặc biệt là cái mặt ván này, đúng đấy, mình bảo là ván này. Đấy, chuẩn 2 phân này. Đây. Đấy, vân mèo là đó. Đây là mình ván là ván chưa phun vào đấy. Đây là đấy, chỉ bộ, là bộ này khô đấy. Là bộ kém như thế này. Đấy, mình quay chỉ đơn giản là bộ đây, mặt bàn cũng thế này. Đó. Được chưa? Mặt quá là xịn luôn. Đấy. Nhà em sản xuất vào một năm cả 200 bộ. Đấy, 200-300 bộ đấy. Đây. Mình mặt đằng này nữa này. Đây là mặt cái bàn. Đó. Mà mặt dưới này. Mặt nào ra mặt đấy luôn. Đảm bảo là không có rác riếc, không có không nứt, không tì vết. Không có đấy, hàng không có mắt mũi. Đấy, hàng đảm bảo tuyển chọn làng nghề đấy. Sản xuất theo làng nghề, một năm đóng mấy trăm bộ. Đó. Đa số là bán sỉ và bán lẻ. Đó. Sản xuất bán theo làng nghề. Đấy. Đấy, khi đây là một cái quy trình để sản xuất một cái bộ trường này, là đến đây là xong bộ phần thô, đúng không? Xong phần thô. Còn một cái phần hoàn thiện nữa thôi. Đấy, video sau mình sẽ quay hoàn thiện một cái bộ trường như thế này là sẽ đẹp như thế nào nhá. Đây thì có phần thô thôi. Đây có một cái ghế nữa đây. Ghế nữa cùng một cái bộ nữa. Đấy, đang dựng lên đây này. Xưởng nó hơi nhỏ nên là dựng lên đây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy. Đằng sau của bộ trường đấy nhá. Ở đây mình quay sẽ cái phần sau, phần dưới của cái bộ trường này. Thường thường là một số trường nhá. Ví dụ là đây là hai phân chẳng hạn. Nhưng mà những cái thang gọi là giữ cái bộ trường này, là nếu mà không phải làng nghề ấy, là người ta sẽ đóng rất là thưa. Tức là cái mấy thang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 thang. Nhưng người ta chỉ có 7 thang thôi. Đúng là cái này là khoảng 30 phân đúng không ạ? Nhưng mà cái đây này, làng nghề đóng rất là chắc chắn, ngồi rất là an tâm. Đấy. Đây là mặt sau của cái yếm này. Đấy. Nói chung là làng nghề sản xuất là sản phẩm rất yên tâm. Giá cả gọi là rất là ok, tư xưởng luôn. Bộ này nếu mà người ta mà ra mình mà các bạn mà đến các cái cửa hàng hay showroom ấy, đồ gỗ mà mua ấy, thì nó phải 15 triệu. 15, sợ hơn 15, 15, 16 triệu một bộ. Đấy. Đấy. 15, 16 triệu một bộ. Đấy, đây là cái mặt đây, cái mặt cũng để khô như này. Đấy, để khô này vân veo nhiều lắm. Mình nhìn qua camera thì mình không có thể nhìn thấy được rõ. Nhưng mà ngoài vân rất là nổi. Mà khi mà phun lên nữa thì nó sẽ nổi nữa. Đó. Đấy, bây giờ mình sẽ chìm ngưỡng lại nhá. Chìm ngưỡng cái sưởng, cuối sưởng. Đây. Đấy, chìm ngưỡng lại cái bộ này. Đấy. Và đây là sưởng của em này. Chuyên sản xuất trường. Mà mới chuyển đi một số bộ đấy. Nên là sẽ có một rộng này, còn mọi hôm là nó để chặt kín ở đây luôn. Không có chỗ để làm. Đấy, mùa dịch Covid mà vẫn còn phát triển, vẫn còn làm rất là nhiều. Đây, bác thợ này, bác ấy, khi mà quấn xong keo kiếc là ấy vào mộng miếc ngon lành rồi. Đấy, bác ấy tháo được ra. Đấy, sản xuất này là để khô keo đấy. Sản xuất này là rất là kỹ. Thợ cả đúng không, thợ cả? Đấy, sản xuất là thất rất là kỹ. Nào, nhìn yếm này, các bạn nhìn yếm nhá. Lại yếm của cái bộ ghế này. Hai đục sắc led chưa? Kinh bong hàng quá chuẩn mà giá là có 8,5 triệu bộ. À, tiền gỗ với tiền công là không ăn thua gì. Đây là bán sỉ là để lấy số lượng, đúng không? Số lượng. Số lượng lên là sản xuất từ A đến Z, có mỗi là gỗ là không trồng được thôi, đúng không? Gỗ nhập về nhưng mà sản xuất từ đục máy, từ thi công tay cho tới máy CNC thực hiện. Kể cả ngâm gỗ rồi, sấy gỗ thì... Đấy các bạn nhìn nào. Đấy. Đây là cái yếm của yếm đục dưới. Còn đây là dưới. Những phần xương mà bọn em lên trước đấy. Ở trong đây một đống luôn này. Đấy, một đống ở trong cái mà trước để có đây. Đấy. Đấy, do dịch là sản xuất trước một số đúng cái rồi. Vai cái tay này để cho nó khô hàng xong là mới lắp vào. Đúng rồi. Đây là ok, là đảm bảo.
hàng rất là nhiều. Đấy, thì bạn nào mà có nhu cầu mua sản phẩm, mua sỉ hoặc là mua lẻ trường, đây là gọi là một, gọi là trường bình dân nhá, trường bình dân của xưởng sản xuất đồ gỗ Khương Hường. Đấy, thì mình sẽ để số điện thoại của chủ xưởng ở bảng mô tả của video này. Đấy, mà ai có cần mà sản xuất đặt hàng sỉ hoặc là lẻ thì có thể gọi điện thoại cho đến chủ xưởng. Đấy, thằng em là rất là dễ tính, bán rất là có duyên. Đấy. Anh ra đây quay đây. Cho khán giả. Đây. Phần cuối video thì sẽ quay phần sau là anh em nó có tất cả là có bể ngâm gỗ, và khi mà sản xuất cắt CNC vừa xong ấy, các bạn vừa xem ấy, khi cắt CNC xong như này này. Đấy. Đấy. Thì sẽ có anh thợ này, anh sẽ tỉa lại. Đấy. Đây anh tỉa lại. Tỉa lại đấy, anh đang tỉa lại. Tỉa lại cho nó sắc nét. Sắc nét cái gỗ, tại vì khi mà mình máy ra ấy, thì nó sẽ không được sắc nét cái này chưa, đúng không? Đây, khi mà cắt CNC ra thì nó sẽ không được sắc nét, đó, nó sẽ chỉ thôi như này, đấy, không có lông mà nó hoa cánh cây là nó không có cái gân, đúng không? Đấy, mà khi mà sửa lại ấy, nó sắc nét như này, đâu có cái bộ, có cái cây tấm nào nó sắc nét để quay ra đây, đây, các bạn nhìn nhá, đây, đấy. Mà khi mình sửa lại nó sẽ như này. Đấy. Các bạn nhìn đâu? Cúc đấy, cúc nó ra cúc, nó có rất là có hồn, đúng không? Gà nó ra gà như này. Đấy, gà mẹ gà con nó chuyển động. Đúng chưa? Đấy, các bạn nhìn xem giữa cái tấm trên và tấm dưới. Đấy. Một số cái xưởng sản xuất khác ấy thì người ta sẽ làm thô như này thôi này. Đấy, máy ra nào người ta ráp luôn thế, giá nó rất là rẻ. Nhưng mà đây khi mà nó sản thi công xong thì nó sẽ thành phẩm như này. Đấy là một qua một cái quá trình nghệ nhân của làng nghề xử lý như này. Đấy. Ở đây thằng em nó còn có đây, và khi mà nghe có cả các bể xử lý gỗ nữa này. Đấy, khi ván biết về là chống nứt, chống mối mọt các thứ này, đúng không, phải có ngâm gỗ như này và xử lý qua gỗ. Đấy. Đấy. Chống nứt nẻm, chống mối mọt. Đây này. Bọn em ngâm này tầm đấy, nửa tháng đến một tháng. Đấy. Xong rồi em vớt ra. Đấy. Vớt ra bắt đầu mới phơi. Phơi khi nó đủ độ khô rồi bắt đầu mới dám làm. Đấy, thấy chưa? Rất là kỹ nhá. Đây là anh em hoặc là các bạn có nhu cầu mà mua sản phẩm á thì ở cửa xưởng sản xuất này thì rất là đảm bảo, yên tâm. Bảo hành trọn đời. Đây. Đây là những cái mặt gỗ là để phơi này. Đấy, ngâm xong rồi phơi. Đấy, mình xong phơi, vân veo ngon lành nhỉ. Nay mà làm xong là vân nó mới ngon này. Đấy. Quá đẹp luôn. Quay nó nhiều. Đúng không? Đây nữa này. Mấy chục cặp để đây. Đấy. Quá bạc. Quá mà quá. Ui giời, vân này mà khi mà phun PU vào thì nó quá chuẩn luôn, đúng không? Đấy. Hàng này mà phun vào này, cuộn này. Đây là gỗ lim Nam Phi nhá. Lim Nam Phi đấy, mà gỗ nó còn chuẩn chỉ ha. Lim xanh Nam Phi đẹp này, hai phân là hai phân nhá, hai phân cưa này, đấy các bạn nhìn không, hai phân cưa là hai phân cưa. Đấy. Rồi, các bạn nào mà có nhu cầu đặt hàng sản phẩm trường các loại ở làng nghề sản xuất đồ gỗ Khương Hường ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thì có thể liên hệ theo số điện thoại của chủ xưởng, mình có để ở cái bảng mô tả của video này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.